suddenly feel like I'm myself again. Rồi, xin mến chào các anh chị và các bạn trong gia đình GIF toàn cầu. Xin chào quý vị tham gia cái Zoom ngày hôm nay lần đầu tiên. Thưa các anh chị và các bạn, là như thường lệ vào thứ tư hàng tuần thì GIF sẽ có cái chương trình huấn luyện chuyên sâu về khoa học và công nghệ của sản phẩm. Trước hết là chúng tôi xin xác nhận lại với tất cả mọi người là những cái sản phẩm mà chúng tôi sẽ chia sẻ sau đây chỉ là cái sản phẩm bổ sung dinh dưỡng chứ không phải là thuốc chữa bệnh, và những cái dẫn chứng cũng như là những nhân chứng mà chúng tôi sẽ mời để mà chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay chỉ mang tính chất cá nhân. Cái hiệu quả của sản phẩm nó chỉ là hỗ trợ chứ nó không phải là có tính chất là điều trị hoặc chữa bệnh, và đây cũng không phải là tuyên bố của công ty Nu Skin. Nội dung Zoom hôm nay của chúng ta sẽ là điều gì khiến cho bộ sản phẩm TR90 nó trở thành một cái bộ sản phẩm đặc biệt là được ưa chuộng bởi cái hiệu quả của nó. Thưa các anh chị và các bạn, là theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta đang sống trong một thế giới có tới 70% người thừa cân, hơn 1,5 tỷ người trưởng thành bị béo phì, và cứ 10 phụ nữ thì có một người bị béo phì. Béo phì và mỡ nội tạng là một trong những nguyên nhân nó dẫn đến tiểu đường, tim mạch, xương khớp và thậm chí là ung thư. Chúng ta đã cố gắng ăn kiêng, chúng ta đã cố gắng luyện tập, chúng ta đã thử dùng rất là nhiều những loại thực phẩm chức năng giảm cân có tiếng ở trên thị trường, và chúng ta đang ngày càng già nua, bệnh tật và bất lực. Nhiều người thì đang muốn biết cách tận dụng cái nhu cầu tối đa của thị trường hiện nay để biến thành cái nguồn thu nhập của mình. Bản thân cá nhân Văn thì trước đây cũng bị thừa cân và bị mắc cái chứng bệnh đau lưng do thoái hóa cột sống hàng chục năm. Cũng đã điều trị đông tây y rồi vật lý trị liệu đủ mọi cách mà không khỏi. Khi mới tham gia kinh doanh này thì Văn đã được tư vấn dùng cái bộ sản phẩm T90 kết hợp với một vài sản phẩm khác, và cái kết quả thật bất ngờ các anh chị và các bạn, gần 5 năm nay thì chứng đau lưng đã không còn tái phát nữa, và phải nói rằng là không có gì hạnh phúc bằng khi mà mình có một cái sức khỏe tốt, một cái sự trẻ trung năng lượng để có thể có một cái cuộc sống chất lượng hàng ngày. Nhận thấy đây là sản phẩm tốt cho nên là Văn đã tuyệt đối tin tưởng kinh doanh này và đã có một cái hệ thống kinh doanh cũng như về khách hàng cũng như là nhà phân phối rộng khắp ở trên các châu lục. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học hỏi từ khoa học gia Anna Hải Hạnh Trần với 32 năm kinh nghiệm ở trong cái việc mà nghiên cứu khoa học. Chị nguyên là giám đốc khoa xét nghiệm của Đại học Y khoa danh tiếng John Hopkins và Quest Diagnostics. Khoa học gia Anna Hải Hạnh Trần được anh chị em gia đình GIF toàn cầu ngưỡng mộ vì cái tinh thần cống hiến vô điều kiện của chị, và chị đã góp phần giúp rất nhiều gia đình có cuộc sống chất lượng, khỏe mạnh, hạnh phúc. Chương trình ngày hôm nay sẽ xin mời cái diễn đàn này cho khoa học gia anh Trần. Xin mời chị. Xin trân trọng tất cả các bạn toàn cầu và Văn, Phạm. Vâng, và vật quý vinh dự rất là lớn cho chị một lần nữa được tái xuất hiện trên diễn đàn của GIVE huấn luyện về dinh dưỡng. Thì cái bộ TR 90 là cái sản phẩm mà chị ra ngay từ, chị dùng ngay từ lúc đầu nó ra thị trường là không biết bao nhiêu năm rồi, cũng quên rồi, 3-4 năm rồi, và cho mãi đến bây giờ vẫn còn trung thành, đều đặn dùng, và sẽ hạ định là sẽ dùng cho tới khi nào mình ra khỏi ra khỏi thế giới này quý vị, tại vì cái chất lượng của nó quá tuyệt vời, nó sẽ là thức ăn hàng ngày của mình các quý vị nha. Thì bây giờ đi thẳng vô vấn đề là đây là một chương trình giảm mỡ tăng cơ. Đây là một chương trình giảm mỡ tăng cơ mà mình không thể đừng nghĩ đến cái vấn đề trọng lượng của cơ thể mà giảm mỡ tăng cơ nhá.
Thì để đạt được kết quả tốt đó, thì cần có sự kết hợp của ba điều quý vị. Thứ nhất là tập thể dục, cái thứ hai là dinh dưỡng và cái thứ ba là thực phẩm bổ sung. Nhá. Thì bây giờ đi vô cái vấn đề thẳng là kết hợp của thể dục của mình nó phải là một cái vấn đề mình phải làm hàng ngày và đều đặn. Và tại vì tập thể dục có thể thay đổi cái DNA của mình theo cách nó giúp cơ thể của mình cải thiện sức mạnh cơ bắp và đốt cháy chất béo. Và nó cũng có thể tăng cường cái sự trao đổi chất của mình nữa các bạn. Vì vậy tập thể dục đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc phòng chống bệnh tật với khả năng giảm viêm. Và mặc dù viêm là cách cơ thể của bạn chống lại nhiễm trùng, viêm mãn tính thực sự là một nền tảng của nhiều bệnh. Thì đối với người cao tuổi đó, viêm mãn tính, viêm là một cái nguyên nhân chính gây ra khuyết tật và mất độc lập tự do các bạn. Thì một cái lợi thế khác của tập thể dục đó, mình nói nhấn mạnh ở đây đó, là tại vì nó có tác dụng bảo vệ não của mình khi mình lão hóa dần nữa các bạn. Và tại vì nó tăng cường cái sản xuất cái hormone gọi là hormone tăng trưởng, là growth hormone mà tự nhiên có trong con người của mình. Và nhờ tập thể dục thì điều này nó làm cho mình có cái hormone tăng trưởng tiếp tục sản xuất ra và nó rất quan trọng để duy trì cái khối lượng cơ bắp mà khi mình già đi quý vị nhá. Và điều này có nghĩa là nếu mà mình càng bắt đầu sống một cái lối sống năng động thì mình càng nhận được nhiều lợi ích hơn để mà trong cái tương lai của mình nhá. Thì nghiên cứu cho thấy rằng đó, chỉ cần 20 phút tập luyện cường độ cao 2-3 lần một tuần thì có thể gặt hái được kết quả lớn hơn so với những bài tập về tim mạch, tức là aerobic các bạn, kéo dài hàng giờ. Thì cái đó là cái mình chia sẻ để các bạn nghĩ, đừng có nghĩ là tập thể dục nào cũng giống nhau, thì tùy theo cái thời gian của mình có mà mình tập nhá. Thì kết hợp với các loại bài tập mà cường độ cao đó, và với cái chế độ dinh dưỡng phù hợp và thỉnh thoảng nhịn ăn gián đoạn, tức là có nghĩa là cái đó là một đề tài khác, nhưng mình nói nhịn ăn gián đoạn thì có thể các bạn ở đây có thể biết ha, thì các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu tập thể dục nhanh hơn. Rồi bây giờ đi qua cái phần thứ hai cực kỳ quan trọng là phần dinh dưỡng của mình. Để có kết quả tốt và kết quả thật sự bền vững cho cái chương trình TR90 là giảm mỡ tăng cơ thì mình phải có dinh dưỡng đúng các quý vị. Thì trở lại cái phần tập thể dục nó là cái lửa cho mình, nhưng mà dinh dưỡng nó là nhiên liệu, thì lửa phải đốt đi nhiên liệu đúng không ạ? Thì là dinh dưỡng đúng là nhiên liệu đúng để mà trao đổi, để mà hỗ trợ cái quá trình trao đổi chất cho con người mình. Thì thực phẩm mà mình ăn có tác động to lớn không chỉ đối với sức khỏe nói chung mà ảnh hưởng đến lợi ích mà cuối cùng mình sẽ gặt hái được từ cái sự tập thể dục của mình. Thì đó là cái sự mà bạn giải quyết được tất cả hầu hết các cái rối loạn sức khỏe và đạt được mức độ khỏe mạnh cao nhất để có thể tối ưu hóa cái việc tập luyện cơ thể của mình, tập thể dục đó. Thì bây giờ để tối ưu hóa nữa đó, các bạn phải cần phối hợp vào cái thói quen tập thể dục của mình hai thứ. Là thứ nhất là tiêu thụ protein, tức là chất đạm mà có chất lượng cao, và mình phải đo tỷ lệ mỡ cơ thể của mình nữa quý vị nhá. Thì cái vấn đề đo tỷ lệ mỡ cơ thể là nhờ cái Omron, thì tí nữa thì mình sẽ nhờ bạn Văn đưa lên cái đó cho các bạn tí nữa khi mà tới đúng lúc mà mình đang nói chuyện nhá. Thì bây giờ đó, cái thói quen tập luyện của mình và bổ sung với cái protein, thì bây giờ các bạn cứ nói rằng nếu mình ăn làm sao để mình biết mình ăn đủ protein mỗi ngày quý vị, thì cũng như là các thứ khác, mình đừng có ăn nhiều protein quá, tại vì khi mình tiêu thụ quá mức á thì nó có thể ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của mình. Thì theo như ông tiến sĩ Ron Rosedale đó, thì cái lượng protein mà quá mức có thể ảnh hưởng đến cái sự phát triển ung thư của mình các bạn. Thì ăn để làm sao để biết mình ăn đủ đó các bạn, thì cứ là 1 gram protein đó, thì là một cái sự hấp thụ, cái sự tiêu thụ protein của mình đó, là cứ mỗi 1 gram protein là nó tương đương với 1 kg của khối lượng cơ thể nạc, tức là cơ thể không có mỡ nhá. Tại vì nếu mình ăn hơn trở lại, ăn nhiều protein quá cũng làm cho mình bị ung thư, chứ đừng có nói chi là hại thận cho quý vị. Thì mà để tính cái khối lượng cơ thể nạc, tức là cơ thể không có mỡ của mình đó, thì mình tính bằng như thế nào? Thì mình đứng lên cái Omron mình đo, thì tỷ dụ như là hai cơ thể của mình lúc đó là 20% của cái Omron nó cho mình biết là body fat, tức là mỡ cơ thể là 20%, thì có nghĩa là cái trọng lượng của cơ thể nạc của mình là 80%. Thì bây giờ cô đưa tỷ dụ như là của mình là 125 pound, thì mình nhân 80% là cái khối lượng cơ thể của mình á, thì là 80% của 125 pound là tổng số cơ thể, khối lượng cơ thể, trọng lượng cơ thể, thì là 80% của 125 pound là 100 pound. 100 pound là trọng lượng cơ thể nạc không có mỡ nhé quý vị. Thì có nghĩa là mình lấy thì có nghĩa là mình cần mỗi một pound á, mình cần nửa gram protein, hoặc là 1 kg thì mình cần, mỗi 1 kg thì mình cần 1 gram protein. Thì bắt các bạn cứ nhớ như vậy. Thì các bạn, tại vì mình thấy ở đây là quốc tế, có Việt Nam và có toàn cầu ha, thì là đối với mình 100 pound cơ thể nạc, trọng lượng của cơ thể nạc, thì mình chỉ cần 50 gram protein mỗi ngày thôi quý vị. Thì đó là cái mà mình phải theo dõi nhá. Yeah.
Thì nhưng mà nếu các bạn nào mà tập thể hình như là đi vô gym tập tạ để build cơ bắp các bạn, và các bạn thi đấu, các bạn mà chạy đua thi đấu ngoài kia mỗi ngày, và các bạn bà bầu, thì cái nhu cầu protein hàng ngày của bạn có thể cao hơn là từ 25 cho tới 50% của cái trọng lượng cơ thể nạc của mình mới đo hồi nãy đó nha quý vị nhá. Thành ra ví dụ như là cô là 50% mà protein gram là mỗi ngày cô cần, nhưng mà nếu cô thuộc loại thể hình, cô thuộc loại đi tập tạ mỗi ngày thì là mình lấy thêm 50% cộng với lại 25%, hoặc là mình có bầu chẳng hạn thì mình cộng thêm 50% là mình được quyền dùng 75% gram protein mà không sao. Thì cái đó là cách mình theo dõi protein mỗi ngày để mình đừng có bị ung thư, không thể dùng nhiều được nha quý vị. Rồi thì bây giờ có một số bạn thì ăn thịt, vẫn còn ăn thịt, thì nếu mình dùng theo thức ăn đó thì tất cả các loại thịt và hải sản thì trung bình mỗi một ounce đó, thì tương đương với 7 gram protein. Và bây giờ nói về trứng đó, thì mỗi một trái trứng là 7 gram protein. Thì từ đó các bạn tính ra mỗi ngày mình ăn cái gì để mình theo dõi cái tổng lượng một protein mình có thể dùng cho cơ thể của mình, và đừng dùng quá nha các bạn. Còn một số các bạn ăn chay thì các bạn có thể là có rất nhiều rau củ ngoài kia có protein đó, thì cái đó là một cái bài khác nói chuyện riêng rồi. Nhưng mà các bạn hay ăn đậu thì phải coi chừng, tại vì nếu các bạn đã bị tiểu đường thì không nên ăn đậu. Đậu nó sẽ làm cho cái trường hợp tiểu đường không có tốt cho mình nha. Rồi thì bây giờ yêu cầu Văn đưa cho cô cái đưa cho chị cái photo mà cái, có cái hình hai cô bé với lại mỡ với lại cái kia đó. Văn cho chị xin cái hình đó. Rồi cái hình này là perfect. Các bạn bây giờ mình đi vô thẳng cái chương trình TR90. Khi các bạn dùng TR90 thì xin nghĩ ngay trong đầu óc rằng cái câu châm ngôn của TR90 là it is not about losing weight. Thế nên đừng có dùng cái đó để đứng lên đứng xuống cái cân mà đo hàng ngày hàng tháng, thì cái đó là sai. Đó. Mình là mình theo dõi cái phần trăm của mỡ, body fat là 1% của cơ thể, mỡ cơ thể và mỡ nội tạng và mỡ cơ bắp, cái đó là ba cái mình để ý. Còn ngoài ra mình không cần để ý trọng lượng của mình là bao nhiêu, tại vì khi mỡ cơ bắp mình chuẩn, mỡ nội tạng mình chuẩn và cái mỡ cơ thể chuẩn, mỡ nội tạng chuẩn và cái thành phần cơ bắp mình chuẩn, tự nhiên cái người mình đẹp và trọng lượng mình nó chuẩn nhá. Thành ra đừng có đứng lên đứng lại cái cân, tại vì ngoài kia có cái từ mà skinny fat, tức là ốm mổ mỡ có đó quý vị. Ở ngoài mình có thể mặc quần áo, mình có thể mặc quần áo là size 6 hoặc là size 4. Mình coi gầy, mình mặc quần áo size nhỏ, mình tưởng mình chuẩn. Tôi gầy quá, tôi không cần dùng TRID size, nhưng mà tại sao đi thử máu có máu mỡ? Hả? Là tại vì trong người mình là mình ốm, nhưng mà mình gầy trong người mình là nhiều mỡ và thiếu cơ nhá. Và rất là đông xảy ra cho người Việt Nam mình, tại mình ăn cơm và ăn đường nhiều quý vị. Thì các quý vị nhìn cái minh chứng đây nè. Cái cô bé ở bên trái, cô bé hình thứ nhất mặc cái quần màu đỏ đó, cô bé ở bên trái cái trọng lượng lúc đầu của cô ấy là 127 và lên TR90 một thời gian thì là 136, nhưng mà cái thân hình của cổ đẹp hơn lúc 136. Đó là lý do tại sao cái tác dụng của cái TR90 nó là tuyệt vời là như vậy. Còn cái cô bé thứ hai cũng vậy, lúc đầu là 56 kg và cuối cùng là 62 kg quý vị, mà cái thân hình của 62 kg đẹp hơn cái thân hình của ấy, phải không các bạn, của lúc đầu, phải không ạ? Thì các bạn nhìn ở dưới đó, cái hình cái cân, hai cái cân, một hai cái đó trọng lượng bằng nhau đó quý vị nhá. Nhưng mà cái trọng lượng của cơ bắp nó chỉ bằng chiếm cái khối lượng, chiếm cái volume, chiếm cái khối lượng trong cơ thể của mình, nó chỉ bằng 1/5 của mỡ nội tạng mà thôi. Cái đống mỡ các bạn thấy là mỡ nội tạng, mỡ bụng của mình đó nhá. Thì do đó mình cái trọng lượng không quan trọng là như vậy nhá. It is not about losing weight. Mình đừng có đứng lên cái cân mình đo. Mình phải theo dõi cái phần trăm của mỡ cơ thể, phần trăm của mỡ nội tạng và phần trăm của cơ bắp. Cái đó là ba cái quý vị nên nghĩ tới ha. Rồi thì xong cái hình này thì bây giờ có thể nói rằng như là đó, thì một trong những cái sản phẩm tốt nhất mà để cung cấp cho các bạn một cái loại chất dinh dưỡng và hỗ trợ các mục tiêu tập thể dục của bạn và xây dựng cơ bắp cho bạn là protein chất lượng cao của H-Lock TR90 nha. Thì cái sản phẩm đây là sự khác biệt các quý vị. Thì cái sản phẩm khoa học của H-Lock đó, nó là thúc đẩy sự biểu hiện gen một cách tích cực. Tại vì nó là khoa học biểu hiện gen, cho nên nó vĩnh viễn, khi mà mình đạt được là nó stay với mình, chứ nó không có lên xuống, nó gọi là yo-yo diet như các sản phẩm khác. Đó. Các bạn nên biết rằng có một số bạn của mình nó một thời gian đã xuống sản phẩm TR90, mà sau khi họ đạt được chuẩn đó, thì họ vẫn tiếp tục xuống thêm một thời gian nữa các quý vị. Nhá, là tại vì cái biểu hiện gen nó vẫn còn tiếp tục đang làm việc một cách tích cực. Rồi ngoài ra cái đó là khác biệt thứ nhất, là tại vì nó khoa học H-Lock Youth, cho nên khoa học của H-Lock, cho nên xin lỗi, khoa học của H-Lock chứ không phải Youth, khoa học của H-Lock, cho nên nó thay đổi biểu hiện gen cho mình. Và do đó nó permanent, là vĩnh viễn và nó không có thay đổi tiêu cực trở lại. Rồi cái thứ hai, cái đặc biệt thứ hai đó quý vị, là cái FDA
FDA approved for labeling. Mình nói tiếng Anh trước rồi dịch qua tiếng Việt. Có nghĩa là mình đọc được một cái tài liệu mà mình rất là thích, là tại vì cái FDA nó có hai phương diện. Phương diện khác là bình thường là bên drug là khác. Còn bên FDA mà mình để là for labeling, tức là ở trên cái hộp hoặc là ở trên thành phần mà công ty nói là trên này là có thành phần gì, là bao nhiêu miligram la la, thì thật sự nó là như vậy. Trong khi các cái sản phẩm ở bên ngoài kia, nếu mà nó nói có thành phần hay là nó có cái gì mà không có FDA mà kiểm chứng về cái thành phần và chất lượng của nó, thành phần và nồng độ đó, thì mình không biết chắc là trong những cái hộp giảm ký ngoài kia nó có hay không nha quý vị. Thì của TR90 của mình là có. Và cái điều thứ ba khác biệt đó của cái TR90 là 6S Quality Control, là tiêu chuẩn điều khiển chất lượng một cách nghiêm túc. Mà tiêu chuẩn 6S điều khiển chất lượng một cách nghiêm túc của New Skin là tương đương với FDA của bên dược. Các bạn nhớ nhé, đó là ba cái sự khác biệt của cái bộ TR90. Và vì cái tiêu chuẩn điều khiển chất lượng của cái TR90 mà sản phẩm của mình á là có ba điều, đạt được ba điều. Cái thứ nhất là trong sạch tinh khiết, tức là pure, không có nhuộm bẩn, không có nhuộm hóc bô hay là các kích tố quanh mà có thể làm hại được phủ ngũ tạng của mình. Và do đó nó vì nó tinh 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 khiết cho nên nó an toàn cho cơ thể của mình, và mình dùng cả đời không có chết các bạn nhé, không có hại được phủ ngũ tạng của mình. Và cái thứ ba là nó có minh chứng rõ rệt, là các bạn nhìn thấy các hình ảnh đầy dẫy trên mạng ở ngoài kia mà của các bạn dùng trước và sau nha. Thì cái đó là ba cái sự khác biệt của TR90 so với các sản phẩm ngoài kia. Rồi thì bây giờ đó, TR90 có chất đạm của TR90 là một cái thực phẩm thể dục hoàn hảo, tại vì cái chương trình nó được toàn diện thiết kế qua một cái sự thay đổi một cách tạo một cái cơ thể nạc, tức là cơ bắp mình săn chắc, duy trì cơ bắp săn chắc là một, giúp cho tăng sự trao đổi chất khỏe mạnh là hai, một cách khỏe mạnh ha, là hai, và thúc đẩy sự giảm cân. Cái này là những cái chức năng của cái bộ TR90 các bạn, mà nó có bốn thành phần trong đó. Thành ra cái thứ ba đó là thúc đẩy sự giảm cân lành mạnh để khỏe mạnh hơn, gọn gàng hơn và cơ thể do đó trẻ hơn. Và cái thứ tư đó quý vị là giúp cải thiện tâm lý của bạn, giảm cái cảm giác thèm ăn và tăng cường cái ý chí của mình và biến đổi cơ thể của bạn mình một cách chuyển đổi một cách tuyệt vời các bạn nhá. Và cái cuối cùng đó là kết hợp với kế hoạch ăn uống được thiết kế đúng để thúc đẩy cho sự tăng trưởng cơ bắp và sự tăng cái sự trao đổi chất khỏe mạnh. Nha. Thì cái đó là những chức năng của tổng thể của toàn bộ ấy. Thì bây giờ Văn cho chị xin cái photo, cái hình của cái shape của đàn ông và đàn bà, cái nói về thành phần mỡ của cơ thể đó. Nha. À, cái này là cái Omron, thì đây là cái máy mà mình nói từ nãy giờ, là cái máy này. Các quý vị nào mà dùng TR90 thì có thể mua cái máy này, hoặc là các quý vị mà tính kinh doanh với cái bộ TR90 thì cũng nên có cái máy này. Tại cái máy này là cái máy mà nó cho mình 7 cái chỉ số phân tích cơ thể của mình đó các bạn. Nó cho, thì cái đó là cái mình để lên, tại vì để cho các bạn nhận diện ra, mình có thể mua ở trên Amazon, của quảng cáo cho Amazon cái này ha. Rồi Văn cho chị xin cái hình của cái chart của những người đàn ông và những người đàn bà đứng đó. Đó, 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 đó. Vâng, cái này đàn ông, đàn bà sao mình, ok. Thì bây giờ mình nói đàn bà trước các bạn nha. Thì bây giờ đó, đây là cái bạn cứ thể nhìn cái hình này và tùy theo cái chuẩn mà các bạn muốn nhé. Thì đàn bà đó, cái chuẩn đó là tạm được đó là 23%. Thì đó là cái hình các bạn chụp đi rồi qua bên đàn ông đi Văn, tại vì hai cái không lên cùng lúc được. Thì đó, thì đây là cái chuẩn mà có thể nói là 17%. Nhưng mà đây là cái mà cái hình để các bạn nhìn, các bạn muốn thấy cơ thể của các bạn như thế nào đó thì các bạn dùng nhá. Thì đây là cái chart mà mình nói này ha. Thì theo như Hội đồng Thể dục Hoa Kỳ khuyến nghị hướng dẫn á, là cái tỷ lệ mỡ cơ thể tối ưu là được cho ra 5 năm cái rank, 5 cái xếp hạng, từ chất béo thiết yếu ha. Đây là nói mỡ cơ thể, rồi sau đó kế tới chất béo thiết yếu là mình phải cần trong cơ thể của mình, rồi sau đó phần trăm của mình kế cao hơn một tí là vận động viên, phần trăm cao hơn một tí là thể hình, rồi kế tới là chấp nhận và kế tới là béo phì. Thì cái hình mà các bạn thấy ở trên mà ngoặc đỏ đó, cái là chấp nhận nha các bạn. Thì nếu mà là phụ nữ đó thì từ thiết yếu cho tới béo phì là từ 10% cho tới 32%. Còn lớn hơn 32% là béo phì rồi. Còn đối với đàn ông đó, từ thiết yếu là 2% mà lớn tới 25% trở lên là coi như béo phì. Thì mình nói là đại khái là như vậy ha. Thì Văn có thể cho chị xin cái hình mà cái kết quả của chị đo hôm qua chị đưa cho Văn đó. Cái đó là cái bảng phân tích cơ thể mình để lên đây, vậy các bạn có thể dùng để mà làm việc với cái máy Omron để nộp cho khách hàng, để nhìn cho nó có vẻ professional và nó có đầy đủ giải thích và hình ảnh. Thì đây là cơ thể của mình ngay hiện tại bây giờ quý vị. Thì mình đưa để quý vị hiểu là cái BMR của mình đó là cái 20%. Thì chuẩn cho nam và nữ đều là 22.
thì là từ 22 trở xuống thì coi như là mặc quần áo đẹp, tức là cái BMR thì coi như là body mass index á, thì có thể là coi như là cái sự mà cân đối của cơ thể. Rồi kế tới đó là cái 27% của mình là muscle, tức là phụ nữ phải 28% trở lên, đàn ông phải 34% mới là chuẩn nha quý vị. Còn còn cái body fat của mình đó là 28.9, thì coi như theo tiêu chuẩn của cái hội nghị khoa học sức khỏe Hoa Kỳ là mình là bình thường với một người phụ nữ 65 tuổi, nhưng mình không bằng lòng như vậy, mình muốn ở cái dạng thể hình, cho nên mình đang tập luyện cơ thể của mình để mình được 20%, cái việc là thể hình là 20% nhá. Rồi tôi nói tới cái visceral fat, tức là mỡ bụng á, thì là nam nữ đều từ 4 hoặc là 3 là đều chuẩn quý vị nhá. Rồi bây giờ nói khoe quý vị một tí nhá, mình là phụ nữ 65 tuổi mà hiện bây giờ cơ thể của mình là có 36 tuổi thôi. Rồi khoe một tí cho đó để quý vị thấy mình là người thật việc thật, nhưng mà mình vẫn không bằng lòng với cái body fat của mình đang tập cho nó xuống, ăn uống đàng hoàng trở lại và tập thể dục để mình được xuống 20%, tại vì mình muốn cái dáng của mình thể hình, tại vì chỉ khi nào mình thể hình mình mới mặc bikini ngoài máy, cái cơ thể mới đẹp thật sự để mặc bikini thôi. Còn nếu mà mình chấp nhận nó thì là mình như vậy là vừa, ok, mình mặc quần áo đẹp nhưng mà mặc bikini vẫn không đẹp. Rồi bây giờ Văn có thể đem cái hình đó xuống và cho chị thấy cái màn ảnh của chị để mà chị đưa hình ảnh lên cho các bạn, mình bắt đầu nói về thực phẩm của chúng mình nhá. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái bây giờ trước nhất là mình nói, bắt đầu nói vô chi tiết cái thành phần, không phải chi tiết nữa, mình nói thật là nhanh tại vì thời gian mình rất là giới hạn. Thành ra mình bắt đầu nói trước nhất là thành phần protein là chất đạm. Chất đạm trong cái nếu mình cân và mình biết cái công thức hồi nãy mình nói đó, là mình biết cơ thể nào của mình là như vậy và mình được quyền ăn bao nhiêu gram protein thôi, mà mình ăn á, làm sao mình biết ăn đủ đó, thì đây là cái cách mà để mà mình để ý nè quý vị ha. Như là hồi nãy mình nói đó ha, là mỗi 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 ounce của thịt đó là 7 gram protein và một quả trứng là 7 gram, đại khái là như vậy. Thì cái đó là cách mình tính ra mỗi một ngày mình ăn 7 ounce, thì thường thường là mình ăn thiếu quý vị, không có ai ăn đủ hết đó. Thì khi mình biết mình ăn thiếu là mình dùng lên cái sản phẩm TR90 là như vậy nha. Thì bây giờ cái đầu tiên mình nói đó là cái trim sách, trong nhà mình không có trim sách tại vì mình là dân ăn chay, mình không có dùng sữa bò quý vị nhá, nhưng mà trim sách cũng cực kỳ tốt nhá. Thì trim sách nó là chất đạm whey, chất đạm tên là whey là WHEY. Thì khi mà sữa đó quý vị, sữa nguyên chất đó mà được chế biến đó thì 80% được tạo thành phô mai hoặc là sữa chua, thì đó là những cái chất đạm mà nó gọi là casein và nó tiêu hóa chậm, nhưng mà chất lỏng còn lại nó gọi là váng sữa đó thì là 20% ha, và nó chứa nó gọi thì nó gọi là cái váng sữa. Thì cái váng sữa này gọi là whey protein và nó chứa các cái protein chất đạm tiêu hóa nhanh thành ra, và cái chất đạm whey này đó là protein này đó thì nó được gọi là đặc biệt có lợi cho cái việc tăng sản xuất protein mới cho cơ bắp của mình, và do đó nó là nằm ở trong cái chương sách của cái công bộ TR90. Như các bạn đặc biệt nhớ cái này nữa nè, là của mình một cái sự khác biệt nữa của TR90 so sánh với đa số các cái bộ sữa protein ngoài kia đó, là của mình tất cả các loại đều có chất xơ, tại vì chính một lần bác sĩ mình đưa cho mẹ mình uống thì bác sĩ đọc lên thì bác sĩ giật mình là ô sản phẩm này tốt quá, có cả chất xơ nữa chứ không phải chỉ có chất đạm không nha các bạn nhé. Mà ngoài ra còn có một số protein, ngoại trừ protein và chất xơ đó, mình còn có một số vitamin khác nữa, nhưng mà thời giờ giới hạn mình không nói vào chi tiết ở đây. Rồi cái phần phần kế tiếp đó là protein boost các bạn. Đây là protein boost là cái thứ hai, cái này là cho các bạn nào mà ăn chay nhá, thì không ăn chay thì cũng dùng được thôi, tại vì cái chất protein của nó là nguồn thực vật và nó là đậu, nó từ đậu là PEA tiếng Anh, và gạo, protein của đậu và gạo, nó không có chứa đường của sữa, nó không có gluten, tức là uống vô không có bị dị ứng với cái những một số người đường ruột bị dị ứng với cái với carbohydrate đó, thì là gluten free luôn, và nó không có đậu nành trong này, và nó còn mang cái hương vị vanilla rất là tự nhiên, thành ra uống cũng rất là ngon nhá. Rồi cái thành phần thứ hai, thành phần protein thứ hai của công ty, và đây là cái đắc ý nhất của mình, cái mà mình rất là mê vào vào gần, nó gọi là cream shake các bạn, nó gọi là cream shake, thì cái này nước Mỹ có. Còn cái cream shake là ở bên các nước khác nhá, thì tùy theo công nơi các bạn ở. Thì cái này là cream shake, cream shake và cream shake là một cái hỗn hợp protein của ba loại. Protein là đậu, protein của gạo và của hạt chia đó quý vị, chia seed đó, gọi là hạt chia đó. Nhưng mà ngoài ra nó còn có các cái hỗn hợp của các cái thực vật xanh như là nước ép của cỏ lúa mì, rồi bột ép của cỏ linh lăng, bột ép của táo xoắn, bột ép của chlorella, cái này mình không dịch được tiếng Việt Nam, và bột của củ cải đỏ quý vị, rồi bột của rau bina và cỏ lúa mạch.
và nó cũng không có chứa gluten, tức là không có chứa chất cặp mà nó làm cho mình bị tiêu chảy và dị ứng. Với các bạn mà bị có cái đường ruột mà bị hay dị ứng với gluten đó, là carbohydrate đó nhá, thì đây là khuyên sách rồi, ok nhá. Thì đó là cái phần phần thứ nhất của cái hộp của cái chất của mình. Rồi bây giờ cái phần kế tiếp các bạn cực kỳ tốt là châm stop nhá. Thì trong châm stop nó có bốn thành phần là cái gai lê. Cái hộp châm stop này đó là công thức được chế tạo ra để cho một cái sự bắt đầu của một ngày năng động, vì cái ảnh hưởng tích cực cho sự biến gen các quý vị. Thì cái chất thứ nhất đó là gai lê. Thì gai lê công dụng của nó là giảm cholesterol và giúp cho hỗ trợ trong cái sự giảm mỡ, và kể cả hỗ trợ trong ung thư và giảm cholesterol nữa của mình nữa. Và trong cái châm tóc này nó còn có cái thứ hai đó là nghệ tây, mà nghệ tây này không phải là nghệ tây bình thường các bạn thấy ngoài kia đâu nha. Cái này là nó từ cái cây mà Crocus sativus, nó ở ngoài sa mạc các quý vị. Thì cái nghệ tây này công dụng của nó là nó suppress, nó đè nén cái sự thèm ăn của mình, và nó giúp cho đốt mỡ nhanh hơn, và nó giảm cho cái sự thèm đường, và nó giúp cho mình hỗ trợ trong cái mood của mình, tức là trong thời kỳ nghiêng ăn đó. Nghiêng ăn đó thì con người ta hay bị trầm cảm và mất ngủ, thành ra nó hỗ trợ cho hai cái vấn đề đó, là giúp cho ngủ ngon và nó giúp cho không có bị trầm cảm. Thành ra các bạn nào mất ngủ nó có thể dùng cái này hàng ngày các bạn nhé, châm stop. Ok rồi, cái thứ ba đó là nó kể cả chống mất trí nhớ nữa ha, trong cái nghệ tây. Rồi cái thành phần thứ ba của trong cái châm stop đó là trái đậu. Trái đậu ngoại trừ có protein, vitamin C, K và folate và potassium đó, thì nó còn có cái chất là puny collagen, là chống viêm và chống ung thư tiền liệt tuyến của đàn ông. Thì nhân nhân tiện công dụng ở đây nói thì mình nói ra để mà các bạn biết là đây là một cái hộp mà cực kỳ tốt. Thì các bạn nào muốn chống ung thư tiền liệt tuyến đàn ông thì cũng nên dùng cái này thường thường xuyên nhá. Rồi cái thành thành phần và nó gia tăng hỗ trợ trí nhớ, cái puny collagen đó, của cái trái đậu á, và nó hỗ trợ cái sự tập thể dục được lâu dài hơn nhá. Rồi cái thành phần thứ tư của cái hộp châm stop này đó là cam đỏ, và nó có tác dụng là chống nó ngăn ngừa cao huyết áp và stroke, và nó hỗ trợ làm tăng mỡ xấu và giảm mỡ tốt. Tăng mỡ tốt và giảm mỡ xấu chứ, tăng mỡ tốt và giảm mỡ xấu cho mình nha quý vị. Và do đó cái này có thể uống 10 phút trước khi ăn hoặc là bất cứ lúc nào trong ngày mình nhớ mình đều uống được cả. Và công ty nói có thể là 15 ngày mình uống một tháng, nhưng mà mình đang uống mỗi tháng, mỗi ngày một tháng đều được cả nha các quý vị. Rồi đó thành phần. Rồi thành phần kế tiếp của cái hộp của cái bộ TR90 gọi là fit. Gọi là fit quý vị nha. Thì fit rất là cực kỳ tốt luôn, tại vì tôi có 6 thành phần là thì cái công dụng của fit là giúp tăng cường sự chuyển hóa trong cơ thể và đồng thời tổ chức duy trì lại cơ bắp cho mình nha. Thì cái thành phần thứ nhất nó là cam đỏ cũng như cái hồi nãy. Rồi cái thành phần thứ hai là quý vị nghe kỹ nhé, là brown seaweed, tức là táo nâu. Và trong cái táo nâu này rất là cực kỳ tốt, là tại vì nó có fucodan, fucoidan, các bạn nghe quen quen ha. Trong cái táo nâu mình có fucodan, và nó là một cái chất mà được chống ung thư, nó làm giảm huyết áp, chống đông máu nha. Rồi thành ra do đó nó hỗ trợ những người nào mà tim mà có vấn đề đó, hiểu không? Và tại vì trong trong cái trong này nó có cái ngoài ngoài ra đó là trong cái táo nâu của cái chất fit này còn có cái chất gọi là fucoxanthin, thì cái đó là chống béo phì nhá. Mình không không nói phản ứng hóa học tại sao nó làm được chuyện này, nhưng mình nói chức năng và công dụng thôi nha quý vị. Và đồng thời cái trong cái táo nâu nó chống chống nó chống weight loss, tức là nó chống nó hỗ trợ trong cái sự giảm 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 khí giảm mỡ, là tại vì nó ức chế cái lipase enzyme mà từ đây đó, thành ra nó làm cho những người bị hỗn loạn ở đây, nó làm cho bị béo phì một cách vô cớ. Thì cái táo nâu ở trong cái chai này nó tác dụng, nó ức chế cái lipase mà nó phân hủy chất béo cho những người bị vấn đề về về cái tuyến thyroid ở đây nè các bạn, hình như nó có đó gọi là tuyến tụy thì phải. Ok thì cái đó là cái mà mình đọc thấy các bạn nhá. Thì ngoài ra cái táo nâu nó còn có công dụng là cho thấy tiềm năng lớn là thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất và giảm béo phì ở con người, thì cái đó là công dụng của nó. Và cái công dụng thứ tư của táo nâu ở trong này là giảm tiểu đường, là tại vì những cái thứ nó làm ở trên có minh chứng lâm sàng đàng hoàng và chống viêm khớp các bạn. Thì cái đó là từ táo nâu trong cái chất fit. Và cái thành phần thứ ba của chất fit đó là trà xanh, các bạn biết rồi, nó là công dụng của nó là thermogenetic, tức là nó đốt nhiệt, nó tự động nó phát nhiệt và nó đốt mỡ cho mình suốt ngày nhá, là nó giúp cho mình tăng sự tỉnh táo cả ngày nữa, và nó ngừa ung thư và nó giảm cholesterol
và nó giảm luôn chống mất trí nhớ quý vị. Trà xanh của cái trong cái này thì mình có trà xanh riêng đó quý vị biết mà ha. Thì cái thành phần thứ tư của trong cái phiết này là citrus bioflavonoid, là đó là những chất sức mà lấy được ra cam bưởi, tất cả các trái cây chua đó như là cam bưởi, táo, nho, cam bưởi, nho đó các bạn. Thì do đó nó là cái citrus bioflavonoid này, nó chất là cái chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giữ cho cái nguy cơ chống viêm nhiễm các bạn, và bảo vệ tuyệt vời với cái nguy cơ mà mắc bảo vệ tim các bạn ha. Rồi bảo vệ sức khỏe não bộ, chống căng thẳng thần kinh, và có thể sửa chữa được cái DNA là cái di thể của mình để chống loại bỏ độc tố và bảo vệ mình chống lại virus các bạn nha. Thì các bạn nghe bắt đầu thấy mình nói hơi nhanh tại vì mình bắt đầu hết thời giờ. Ok, xin lỗi các bạn. Và cái quercetin, cái thứ năm của trong feed là quercetin, là nó từ onion, là hành tây đó các bạn. Thì nó là một cái phản ứng, nó giúp cho nó giúp cho ức chế cái quá trình oxy hóa của cái mỡ xấu cho mình đó. Do đó mình sẽ được giảm mỡ xấu ha. Và nó tái tạo cái vitamin E là một cái chất chống oxy hóa mạnh mẽ cho mình nhé. Cái đó là quercetin của hành tây. Rồi cái cayenne là cái phần thứ 6 là ớt, và tăng cường trao đổi chất cho mình. Và thì tăng cường trao đổi chất cho nên mình được hỗ trợ trong vấn đề giảm ký của mình là vì vậy. Và nó giúp cho giảm cơn đói. Và cái chất capsaicin ở trong cái ớt của cái trong cái này đó thì giảm huyết áp. Đã có nghiên cứu lâm sàng đàng hoàng và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa các bạn. Rồi đây là cái hộp xong cái hộp này. Bây giờ sang cái hộp kế tiếp mình sẽ chạy nha, hết giờ. Control. Rồi Control là cái sản phẩm trong Control là cái sản phẩm, một trong cái sản phẩm của bộ TR, và nó có bốn chất, nó có bốn chất trong này. Cái chất thứ nhất là cacao quý vị. Thì cacao là có thể tạo đến cái tác động tích cực cho cái tâm lý của mình và các cái triệu chứng trầm cảm bằng cách là giảm mức độ căng thẳng và cải thiện cái sự bình tĩnh và cái sự hài lòng và sức khỏe về tâm lý tổng thể cho mình các bạn ha. Và đồng thời nó cũng có cái tác dụng là giúp cho giảm cân một cách nhanh hơn, và có minh chứng lâm sàng với trong phòng thí nghiệm rồi nha quý vị. Và thành phần thứ hai trong cái Control này đó nó là cherry chót, top cherry, tức là anh đào chua dịch ra tiếng Việt nhá. Thì trong cái anh đào chua này không, là nó có một tí carb, nó có fiber chất sợi, có tí protein, có mỡ tốt, có vitamin A, C, mangani, potassium, copper, vitamin K. Quý vị thấy hết sảy chưa? Thì cái ăn đào chua này chống lại cái sự mất sức mạnh của cơ bắp và giảm đau ngay sau khi tập thể dục với cường độ cao. Thành ra các bạn nào mà tập tạ là cái này không thể thiếu nhé. Và nó cũng có thể giúp cho tăng sự phục hồi của cơ bắp nữa quý vị, một cách nhanh. Và ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cái mức độ melatonin của cơ thể, và do đó nó giúp giảm cái triệu chứng mất ngủ và mang lại chất ngủ có chất lượng hơn cho mình. Thì bạn nào hay bị mất ngủ để ý vào Control của TR90 hỗ trợ được mất ngủ cho mình nha. Rồi thì cái nồng độ chống xóa trong này rất là cao, và do đó nó còn, cái này là cái các bạn phải để ý trong cái chất Control nè mà mình rất là thích nè, là nó hỗ trợ giúp cho cái bệnh lý thần kinh ngoại biên. Bác sĩ, dược sĩ ngồi trong này nha, đặc biệt là các vị bác sĩ sẽ thích cái này nha, tại vì đa số các bạn ngoài kia hay bị migraine, headache và nhức đầu. Và tất cả các cái bệnh lý thần kinh ngoại biên là đây là cái mà nó hỗ trợ. Và tất cả các cái loại mà đau nhức mà về bởi cái sự damage của thần kinh đó, là cái này hỗ trợ luôn. Thì cái này là những cái extra như mình phải nói, tại vì nó quá giá trị đi quý vị. Thì nó giảm cái hạ huyết áp nữa quý vị nha. Thì cái này là của từ cái hot cherry, tức là anh đào chua trong cái chai này. Và cái thành phần thứ ba của trong cái chai này là trái lụ, các bạn biết rồi. Cái thành phần thứ tư là trà xanh, các bạn cũng biết rồi nha. Ok, thì bây giờ đó là xong thành phần của cái TR90 mà các bạn nghe nãy giờ. Nhưng mà khi mà trong cái vấn đề dinh dưỡng, các bạn cũng nên để ý chất béo. Chất béo cũng rất cần thiết cho cái dinh dưỡng để mình có kết quả tuyệt vời và tối ưu đó các bạn. Thì là chất béo bão hòa. Tại vì chất béo bão hòa nó thúc đẩy cảm giác no và giảm cơn đói cho mình, để mà mình tránh ăn ngọt và mình thèm ăn, mình không có bị ăn bậy ha quý vị. Thì là chất béo lành mạnh mà mình có thể ăn được trong cái chương trình TR90 này là dầu ô liu, dầu dừa và bơ mà làm từ sữa hữu cơ của bò ăn cỏ, và các cái loại hạt như là hạt hạnh nhân và hạt macadamia là cái hai loại hạt mình hay ăn, almond và macadamia nhá, là hạt hạnh nhân, còn macca là tiếng Việt gọi là hạt macca nhá. Rồi lòng đỏ trứng của trứng hữu cơ nhá. Rồi cái chất béo bão hòa cực kỳ tốt cho chương trình TR90 là avocado, trái bơ các bạn. Mỗi ngày cố tình ăn một hay là hai trái nhé các bạn.
Rồi cái chương trình dinh dưỡng thứ ba đó, cái một trong cái thành phần dinh dưỡng để hỗ trợ chương trình T là chính chụp, các bạn phải hạn chế cái chất carb, ăn càng ít carb càng tốt, và các bạn nên dùng probio để làm sạch đường ruột của mình nha các bạn. Probio quên em nó ra đây, nhưng mà bạn nào làm New Skin thì chắc biết nó là cái gì. Rồi cái tốt nhất vẫn là ăn rau là tốt nhất, và khi mình ăn rau đó các quý vị, mình không ăn rau nấu canh, mình phải ăn rau tươi nhá. Và cái theo cái chương trình giảm ăn mà mới bây giờ có cái chương trình gọi là ăn rau mầm á, thì nó gọi là sprout hoặc là mice, tức là từ cái hạt nó lên cái mầm, nó lên lên một tí xíu, nó gọi là rau mầm, như là giá đó, rau mầm quý vị. Và cái thứ hai tí nữa lên tí nữa là có hai cái lá, đó là rau microgreen, tức là rau xanh mà nó còn nhỏ. Thành ra cái ăn rau mầm và ăn cái rau xanh nhỏ đó, micro đó, thấp đó, thì nó tại sao mình ăn cái đấy nhiều hơn là tại vì nó có cái chất lượng vitamin lúc mà nó còn mầm á, nó còn cái chất lượng vitamin của nó gấp 20 lần cái rau trưởng thành nhá. Rồi và cái lượng enzyme của nó đó, enzyme tức là các cái kích thích tố mà nó làm cho cái hóa chất trong người, cái sự chuyển đổi hóa chất trong cơ thể mình nhanh hơn, và do đó nó hỗ trợ trong chương trình giảm mỡ tăng cơ của mình gấp 100 lần quý vị. Cái rau mầm nó là như vậy, rau mầm ha. Rồi thì không ăn ngọt quý vị nhá, không ăn ngọt, và nếu mà thèm ngọt quá kẹt quá thì mua stevia về để trong nhà cho vô cà phê hay là gì đó, nhưng mà cũng ăn ít thôi, stevia mình cũng không thể lợi dụng nó được. Rồi cái để kết thúc cái chương trình nói chuyện của mình đó các bạn, là nên ở Mỹ mình nên dùng thêm cái này, nó là rau củ chất chống siêu hóa của mình phải thấp, phải tốt, phải cao thì mình mới bảo vệ được và cái hỗ trợ được cái sức khỏe của mình, là và nó là cần thiết cho cái chương trình TR chính trục như các bạn. Và nên bên Mỹ mình có cái Life Hack Nano, bên Việt Nam và bên quốc tế thì mình có cái Life Hack, cả hai đều tốt. Mà nếu mà Life Hack thì mình làm ơn mình dùng thêm cái Marine Omega. Rồi cảm ơn cảm ơn Văn nhiều, chị phải chạy, chị nói hơi nhanh tới cả Lâm luôn. Chị xong rồi, xin thân chào, và bây giờ chắc Văn mời Văn mời bác sĩ. Cảm ơn chị Anna rất là nhiều. Chúng ta còn ít phút nữa thì như đã giới thiệu ở đầu chương trình, Văn thì đặc biệt là tất cả những cái lần làm việc với chị Anna ấy, chẳng những cái thông tin về khoa học của chị cung cấp thì nó rất là hấp dẫn và rất là chính xác anh chị. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là nhìn thấy cái sự trẻ trung của chị, nhìn thấy cái năng lượng của chị. Một người phụ nữ mà 65 tuổi các anh chị mà trẻ trung như một thiếu nữ hơn 30 tuổi như kia thì 36. Làm cái điều 36 tuổi thì rất là tuyệt vời các anh chị. Tức là 1.000 lời nói không bằng một cái biểu hiện thực tế các anh chị. Và tiếp theo đây thì chúng tôi xin giới thiệu với các anh chị một người nhân chứng rất là đặc biệt. Chị đã sử dụng cái bộ sản phẩm này và đã áp dụng cái bộ sản phẩm này cho bệnh nhân của mình, nhiều bệnh nhân của mình, và một cái người bệnh nhân rất là đặc biệt của chị là chính là chồng của chị. Văn xin giới thiệu tiếp theo đây bác sĩ Dung Hoàng, đến từ thị trường Việt Nam, xin chia sẻ với các anh chị và các bạn về cái hiệu quả của cái bộ sản phẩm TR90 khi mà chị áp dụng trên bệnh nhân của mình cũng như là trên người chồng của mình. Xin mời chị Dung Hoàng, bác sĩ Dung Hoàng. Rồi, Văn mở mic cho bác sĩ rồi. Xin mời bác sĩ. Dạ, xin cảm ơn anh Văn. Xin mến chào các anh chị và các bạn. Mình là bác sĩ Dung Hoàng, hiện đang sống tại cùng với gia đình tại thành phố Cao Bằng. Dung thì có kinh nghiệm hơn 30 năm làm bác sĩ lâm sàng. Thì trong đó thì có 21 năm làm bác sĩ quân y. Nguyên là trung tá phụ trách công tác điều trị y tế của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng. Dung thì đã nghỉ hưu nhưng mà vẫn rất là đam mê với nghề thầy thuốc. Hàng ngày thì vẫn khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe cho mọi người. Đồng thời thì Dung có kinh doanh nhà thuốc Tân Dược. Ước mơ của Dung là mãi giữ được cái sự trẻ trung, năng động để được cống hiến suốt đời vì một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc. Nên Dung luôn luôn học hỏi và tiếp thu những cái kiến thức khoa học mới và tận dụng những cái cơ hội và sản phẩm tốt nhất để cho chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cho người thân và bệnh nhân của Dung. Cách đây 2 năm thì qua mạng Facebook, Dung gặp lại một bác sĩ thời sinh viên tại trường Đại học Y và được kết nối với anh Văn ở Canada và được tiếp cận với cái khoa học chống lão hóa Azalox. Qua tìm hiểu kỹ thì Dung thấy là công ty Nuskin là một tập đoàn lớn mạnh
có uy tín trên toàn cầu, các cái sản phẩm có công nghệ tiên tiến, độc quyền có 102 và được áp dụng cái quy trình sản xuất 6S, và nhiều cái sản phẩm thì được công bố trong cái quyển Tân Dược Điển Thế Giới và cuốn Cẩm Nang Y Khoa của Hoa Kỳ, nên Dung đã quyết định là trở thành nhà phân phối độc lập và đại diện cho thương hiệu Nuskin và tự hào là thành viên của đại gia đình VIP toàn cầu. Bộ sản phẩm Angelus TR90 thì trong hơn một năm nay thì Dung đã tư vấn cho nhiều nhà phân phối của Nuskin và nhiều cái đối tượng khách hàng dùng thì đều có cái phản hồi rất là tốt. Trong đó thì hai vợ chồng của Dung cũng đã được trải nghiệm cái bộ sản phẩm này và cảm nhận được cái hiệu quả, cái khoa học của TR90 rất là tuyệt vời các bạn. Hôm nay trong buổi cái huấn luyện đặc biệt của về cái bộ sản phẩm TR90 nên Dung xin được chia sẻ về cái câu chuyện của anh Hoàng là chồng của Dung bị bệnh tiểu đường type 2 đã 21 năm rồi. Trong 11 năm đầu mắc bệnh ấy thì anh đã được áp dụng điều trị theo phác đồ của bác sĩ chuyên khoa từ tuyến bệnh viện tỉnh cho đến tuyến bệnh viện của Trung ương bằng phương pháp nội khoa, đó là uống thuốc kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục hàng ngày. Trong đó thì có hỗ trợ thêm bằng các cái sản phẩm và thực phẩm chức năng của nhiều hãng được bán trong nhà thuốc. Trong đó rồi có cả các cái loại cây thuốc nam phải tính bằng tấn các bạn, nhưng mà vẫn không kiểm soát được. Anh đã có biến chứng như teo cơ, cân nặng thì giảm từ 75 đến còn 53 kg, và biến chứng thần kinh thì tê bì chân tay và có rối loạn cảm giác. Anh bị mắt mờ đi và đã điều trị nhiều lần tại các cái bệnh viện Hà Nội. Và anh chuyển sang tiêm insulin với liều từ 40 đến 60 đơn vị bắt đầu từ năm 2008. Nhưng vẫn không kiểm soát được. Đến đầu năm 2019 thì anh đã bị biến chứng nặng mờ hai mắt. Thị lực một mắt là 1 phần 10, một mắt là 2 phần 10. Và huyết áp thì luôn tăng và dùng thuốc kiểm soát. Huyết áp của anh là từ 180 trên 100 mm thủy ngân. Và anh đã được mổ mắt để thay thủy tinh thể. Anh không đi được xe máy ban đêm và không xem được điện thoại. Về kết quả xét nghiệm trước khi sử dụng bộ TR90 về sinh hóa máu ấy, thì là glucosa, chỉ số HbA1c là trên 9,5 mmol trên lít và rối loạn chuyển hóa lipid máu, nhất là cái nhóm triglyceride thì luôn luôn là từ dao động từ 4, cho đến 7,5 mmol trên lít, và ure thì huyết thì trên 24 mmol trên lít và creatinine thì trên 380 micromol trên lít. Về xét nghiệm nước tiểu toàn phần thì 10 thông số thì có 5 thông số là bệnh lý, đó là glucosa 30 mg trên lít và protein là 3 g trên lít và có trụ niệu, bạch cầu và hồng cầu. Cân nặng của anh là 65,5 cân. Vòng bụng là 97 cm. Sau khi mà dùng cái bộ sản phẩm TR90 thì Dung theo dõi và đánh giá kết quả. Sau 30 ngày thì cân nặng của anh tăng lên 68 kg. Vòng bụng thì giảm 8 cm. Anh có ngủ ngon hơn, tinh thần thì vui vẻ, yêu đời. Cái nhất là cái tiêu hóa rất là tốt. Và da anh thì sáng mịn lên và hồng hào. Và anh hay cái xuất hiện là hạ đường huyết về ban đêm, nên Dung đã phải điều chỉnh cái giảm tiêm cái liều insulin xuống là 30 đơn vị một ngày. Thì từ ngày thứ 60 trở đi thì thấy anh chuyển đổi vóc dáng rất là mạnh mẽ và cảm nhận thấy rất là rõ rệt. Khi mà kết thúc
90 ngày thì cân nặng của anh là 67 kg, tăng 1,5 kg so với ban đầu. Còn vòng bụng thì anh giảm được là 13 cm, mắt thì sáng lại và lại đi được xe máy ban đêm và lại xem được điện thoại. Sau 90 ngày thì Dung kiểm tra lại các cái xét nghiệm về chỉ số sinh hóa máu, thì glucosa là HbA1c là 8,2 mmol/L, còn ure huyết là 14 mmol/L và creatinine là 180 mg/L. Về nước tiểu 10 thông số thì 9 thông số là bình thường các bạn, còn một thông số bệnh lý là protein còn 1 g/L, tức là giảm 2 g. Mỡ máu thì cái nhóm triglyceride thì còn 3 mmol/L, và thị lực ấy thì tăng từ 2/10 lên 7/10. Vóc dáng anh thì tăng các cái nhóm cơ đùi, cơ mông, cơ cánh tay và vùng ngực và cơ lưng. Khuôn mặt thì thon gọn, da thì hồng hào, mịn màng, có giảm các cái nếp nhăn. Tóc thì mọc đen từng đám, nhìn vóc dáng thì trẻ trung hơn. Và đến hôm nay thì đã sau 1 năm dùng cái bộ sản phẩm TR90, Dung vẫn cho anh dùng thêm các cái sản phẩm của Pharmanex đều đặn, cùng với phác đồ điều trị là tiêm duy trì insulin 30 đơn vị trên một ngày. Về kết quả xét nghiệm gần đây nhất ấy, thì sinh hóa máu của anh là glucosa 6,1 mmol/L và ure là 12 mmol/L, còn creatinine là 180 mmol/L. Về cholesterol toàn phần là 5,7 mmol/L và triglyceride là 2,5 mmol/L. Về xét nghiệm nước tiểu toàn phần thì 10 thông số thì có 9 thông số là bình thường. Còn một thông số bệnh lý là protein 3 g/L. Cân nặng của anh bây giờ là 69 kg, vòng bụng là 84 cm, còn vóc dáng anh thì trẻ trung hơn so với tuổi. Và mỗi buổi sáng ấy, thì anh vẫn đi bộ với cái tốc độ là 6 km/h. Trải qua việc cái trải nghiệm và đánh giá cái kết quả lâm sàng với cương vị là một cái bác sĩ điều trị, thì mà Dung cũng đã được dùng bộ sản phẩm TR90, thì Dung đánh giá đây là một cái bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động rất là hiệu quả, dùng được cho mọi đối tượng từ 18 tuổi trở lên, hỗ trợ tốt cho những người mắc các cái bệnh mãn tính như là rối loạn chuyển hóa, thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh gút và thoái hóa xương khớp. Với cái công nghệ khoa học tiên tiến nhất hiện nay và nó rất là an toàn, Dung khuyên các cái nhà phân phối và khách hàng thì hãy yên tâm dùng để được trẻ hơn, khỏe hơn mà lại kiếm thêm được thu nhập. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Xin chào và hẹn gặp lại những buổi chia sẻ tiếp theo. Xin chào anh Văn và xin chào các bạn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Dung Hoàng rất là nhiều. Xin cảm ơn chị Anna, anh Trần. Cái thời lượng của chương trình huấn luyện hôm nay của chúng ta đã hết. Trước khi kết thúc chương trình này thì Văn xin chia sẻ với các anh chị em nhà phân phối cũng như là khách hàng là đây là một cái bộ sản phẩm, nó như các nhân chứng vừa rồi cho thấy chúng ta có thể là những cái vấn đề về khoa học như là chị Anna, anh Trần vừa chia sẻ, hoặc là những cái ví dụ thực tế giống như bác sĩ Dung Hoàng vừa chia sẻ, thì đây là một cái bộ sản phẩm tuyệt vời để mà lấy lại cái sự trẻ trung toàn diện cho cơ thể, và nhất là đối với các anh chị em nhà phân phối thì đây là một cái bộ sản phẩm sử dụng cho mình để mà lấy có một cái sự thay đổi tuyệt vời được minh chứng, cũng như là chúng ta vừa chia sẻ là không có một ngàn lời nói nào mà nó hay bằng, nó thuyết phục bằng cái sự thay đổi của chính bản thân mình và các anh chị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi cái chương trình này ngày hôm nay của Hip, và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái chương trình sáng ngày mai, sáng thứ năm hàng tuần giờ bên Mỹ và Canada, thì lại có một cái chương trình huấn luyện về kỹ năng của Hip. Xin mến chào chị Anna, anh Trần, xin mến chào bác sĩ Dung Hoàng, và xin chào các anh chị và các bạn. Chào.